vị đã đến với bản tin cuối tuần của Sun TV. Trong chương trình hôm nay, ngày 12 tháng 4, chúng ta sẽ nói đến đại dịch Covid-19, điều đã làm xáo trộn tất cả mọi thứ trong 3 tháng vừa qua. Và chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi, liệu Covid-19 có chấm dứt vào mùa hè hay không? Nhiều luồng ý kiến đã đưa ra rằng thời tiết ấm có thể ngăn chặn sự lây lan của virus, nhưng chúng ta có thể thấy đại dịch đã không trừ một quốc gia hay một khu vực nào. Tại Việt Nam, với đặc trưng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, nhưng Covid-19 cũng đã ghé đến. Đầu tiên, chúng ta sẽ nói đến nguồn gốc bắt đầu của Covid-19. Đại dịch Covid-19 là một đại dịch truyền nhiễm với tác nhân là virus SARS-CoV-2. Bệnh dịch này manh nha xuất hiện từ tháng 12 năm 2019, với tâm dịch đầu tiên được ghi nhận là thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đầu tiên, có một người mắc bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân. Sau đó, căn bệnh này bắt đầu lây nhiễm trong cộng đồng và đã bùng phát mạnh trên toàn cầu từ thời gian đó cho đến nay. Virus corona gây hội chứng hô hấp cấp tính nặng được phát hiện vào năm 2003, viết tắt là SARS-CoV-1. Còn Covid-19 được cho là có trình tự gen giống ít nhất là 79,5% với SARS-CoV-1 trước đây. Và vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, các nhà chức trách của Trung Quốc cảnh báo về sự bùng phát của một chủng virus corona mới gây bệnh nặng và sau đó được đặt tên là SARS-CoV-2. Theo đó, các nhà khoa học phát hiện rằng virus corona không cần phải di chuyển đến phổi mới có thể sinh sôi. Nó nhân bản rất nhanh ở cổ họng bệnh nhân, điều này khiến cho dịch bệnh này rất dễ lây lan trong cộng đồng. Vậy, bằng chứng nào khiến người ta tin rằng Covid-19 nhạy cảm với nhiệt độ cao? Ngày 8 tháng 3, một tạp chí đã dẫn nghiên cứu của các chuyên gia tại một đại học thuộc Quảng Đông, Trung Quốc cho thấy virus corona chủng mới có thể lây lan nhanh nhất ở 8,72 độ C. Đây là một nhiệt độ khá thấp. Điều này cho thấy Covid-19 cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ cao nên có thể ít lây lan hơn tại các nước có thời tiết ấm áp. Cũng với câu hỏi về sự lây lan nhanh chóng của virus này thì giới nghiên cứu đã đề cập đến một khả năng, đó là do điều kiện khí hậu, nhiệt độ và có thể là bức xạ mặt trời từ tia cực tím. Trước đó, các nước có khí hậu ôn hòa như Trung Quốc và Mỹ, mùa cúm thường bắt đầu từ tháng 12 và lên đỉnh điểm vào tháng 1 và tháng 2, sau đó giảm xuống. Dịch SARS đã biến mất ở miền Bắc Trung Quốc cũng vào mùa hè năm 2003 và từ đó không tái xuất đáng kể. Theo đó, các nghiên cứu chỉ ra rằng những dịch tiết hô hấp này sẽ lan xa hơn khi không khí lạnh và khô. Virus cúm thông thường cũng tồn tại ở nơi có 6 độ C, lâu hơn 30 lần so với nơi có độ ẩm cao. Theo đó, virus SARS trước đây cũng tồn tại trong môi trường có nhiệt độ thấp lâu hơn nhiều so với trong nhiệt độ cao. Và phần thứ 3 chúng ta sẽ nói đến có những kết quả nghiên cứu trái chiều nào. Một nghiên cứu khác do chuyên gia của một trường y tế công thuộc Đại học Harvard cho thấy một kết quả đáng lo ngại như sau. Nghiên cứu này cho rằng virus corona có thể lây nhiễm nhanh chóng trong các điều kiện độ ẩm khác nhau, từ các tỉnh có thời tiết khô và lạnh ở Trung Quốc cho đến những vùng khí hậu nhiệt đới ở phía nam nước này ở Singapore. Tại Việt Nam, tuy số ca nhiễm không nhiều so với các quốc gia ở châu Âu, nhưng cũng có nhiều ca nhiễm đã được phát hiện, trong đó có các khu vực có nhiệt độ và độ ẩm cao như là Bình Thuận, thành phố Hồ Chí Minh. Vậy nên, còn quá sớm để khẳng định liệu Covid-19 có thực sự thay đổi theo mùa hay việc virus chỉ sống được ở nhiệt độ thấp hay không. Đến với phần 4, chúng ta sẽ nói về Covid-19 và một số đại dịch khác. Nếu so sánh với dịch H3N2, dịch cúm H1N1 hay dịch Ebola, thì các dịch bệnh này đều có những triệu chứng như cảm cúm thông thường, với một số biểu hiện như sốt, ho, đau khan họng, có đờm, và Covid-19 cũng không ngoại lệ. Điểm đặc biệt ở Covid-19 đó là sự lây lan một cách cực kỳ nhanh chóng qua đường hô hấp, khá giống với đại dịch Ebola. Và sau khi mắc bệnh 2 đến 3 tuần, các triệu chứng bệnh mới có thể được biểu hiện rõ và nặng dần, gây suy giảm hệ miễn dịch và làm chết các tế bào trong cơ thể của con người. Và hiện tại, tính đến ngày hôm nay, số ca tử vong là hơn 95.000 ca. Trong đó, Italia, Mỹ, Tây Ban Nha là 3 vùng có lượng người chết lớn nhất. So với Ebola thì số người chết vì Covid-19 cao gấp 9 lần. Covid-19 được xem là đại dịch của toàn cầu. Đây là một cuộc chiến kiểu mới, tuy kẻ địch vô hình nhưng sức tàn phá là khủng khiếp. Chúng ta hãy đồng lòng chống dịch, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của chính phủ cũng như là Bộ Y tế, không được lơ là và mất cảnh giác với những ca bệnh xung quanh. Và bản tin cuối tuần ngày 12 tháng 4 đến đây là kết thúc.
Quý vị hãy nhớ like và subscribe kênh Sun TV để cập nhật những tin tức mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.